Tất cả mọi người, mình đang ở chùa Dâu, một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, được nhà nước công nhận di tích quốc gia loại 4. Đây, mình đã phải vượt qua 30 km từ Hà Nội bằng xe máy mới đến được đây. Chùa Dâu còn có tên là chùa Diên Ứng hay gọi là chùa Pháp Vân, Cổ Châu, là một ngôi chùa nằm trong xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km. Đây là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam. Chùa được xây dựng vào buổi đầu công nguyên. Các nhà sư từ Ấn Độ đầu tiên đã đến đây vào cuối thế kỷ thứ 6. Nhà sư Tỳ Ni Đa Lu Chi từ Trung Quốc đến chùa này lập nên một phái thiền ở Việt Nam. Chùa được khởi công xây dựng năm 1887 và hoàn thành năm 226, là ngôi chùa lâu đời nhất và gắn liền với lịch sử văn hóa Phật giáo của Việt Nam. Gạch và xi măng. Ngày xưa người Việt mình sẽ xây bằng vữa voi với mật ong trộn như giấy này, em thấy này, nhưng mà bây giờ đây là có gần này xi măng thì có gần đây là kiến trúc đã được xây lại. Mình sẽ đi tiến vào phía sau, nãy là chính điện. Lối xuống Tam Bảo Hậu, lối xuống nhà tổ. Mình không biết đây là những tượng La Hán hay là đây có Đạt Ma. Đây là những tượng La Hán, chắc là thập bát La Hán. Chùa có camera. Không biết đây là thờ cái gì. Chắc là Đức Ông. Quan Âm Thị Kính. Này, có Quan Âm Thị Kính. Quan Âm là một trong những cái người mà đặt đạo theo phương Đông, như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thường thì ở đây phía sau mà không biết sao mà tại sao lại nảy cái tượng ba tượng Phật ở phía sau. Tam Bảo Hậu. Trước đèn là đây là tượng thờ mẹ Tam Bảo Hậu, thì chắc phía sau sẽ là chắc là Tam Thanh đó. Ba vị tạo nên trời đất. Bảo Đức Thánh Kính Hiền. Đây còn những bia bạc, bia đá. Nhìn chắc chữ Hán quá, chắc không phải chữ Nam. Hoa cỏ
còn những gì là hát. Nhìn mà các tượng La Hán chắc đã là chứng tỏ là cũ rồi. Đây, đang còn bước lên cái mặt nữa. Đây lại kiến trúc mái vòm đặc trưng của người Việt. Người ta nói kiến trúc trụ giá đỡ bằng trụ. Em xin bước vào bên trong. Đây là một khu viên nữa. Cái mái hồi xưa nó lại thấp như vậy đó. Ông wow, được sơn son thép vàng. Thôi các vị, đây kiến trúc độc đáo. Cái này nó lại theo cái kiến trúc của thời Nguyễn, bàn thờ tổ tăng. Vậy là những vị tăng đã tu tại chùa đắc đạo. Theo kiến trúc người Việt thì luôn có cái bậc ở phía trước khi bước vào nhà, để cho mỗi lần chúng ta bước vào thì chúng ta lại phải khom người xuống, phải nhấc đầu lên. Những vị tăng cảm thấy kiến trúc của người Việt đây là không có cái vết của mạ, có vết của mỏng không. Khá nguyên vẹn nha mà. Mọi thứ đều còn được khá nguyên vẹn. Ở đây có thầy đồ. Viết một chữ vậy là bao nhiêu tiền thầy? Này là thầy viết luôn, viết đồ luôn hả? Thầy có cái nào mà cho gia đạo bình an không? Dạ. Còn thầy mới viết còn ước này.
Dạ coi. Có nào về gia sư không? Cha mẹ có câu nào về cho dành cho cha mẹ không? Này là cho gia đình. Gia đình à. Ở này là, này là gia đạo, có cái nào dành cho cha mẹ không? Có gì viết cho cha mẹ à, viết chỉ cho một câu giống như là cho dành cho cha mẹ vậy đó, chứ không phải là viết chữ cha mẹ. Thế thì xin chữ an khang. Dạ vậy, vậy đi. An khang là khỏe mạnh. Dạ vậy hãy viết. Anh có anh lấy tờ này với tờ đó. Dạ. Dạ. Này là chữ chữ nho ha, chữ nôm mình hay là chữ Hán à? Và hiện đại. Tôi biết tiếng Việt ở đây nhé. Yeah.